Cô chào tất cả các em, cảm thân mến, như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau học tập trên trang web của nhà trường được một tuần. Và một tuần mới bắt đầu thì cô trò chúng ta lại cùng nhau tiếp tục học tập. Và cô hy vọng rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị một tinh thần tốt và để chúng ta có thể bắt đầu giờ học ngày hôm nay. Kém chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở ghi bài. Và để bắt đầu bài học ngày hôm nay thì trước hết cô có một số hình ảnh. Và các em có thể quan sát những cái hình ảnh sau đây, cái hình ảnh ở trên màn hình. Khi các em quan sát hình ảnh ở trên màn hình này thì các em có thể gọi tên những cái hình ảnh này xem. Các em có thể ghi ra vở hoặc các em có thể đưa trên cái hình ảnh, các em nhớ lại xem thử tên của những hình ảnh, của những cái cảnh vật, của những cái công trình hay của những cái vòng vật lịch sử mà các em thấy ở đây. Thì các em biết đó là gì không? Nào, bây giờ chúng ta xem thử. Ở đây các em thấy cái ảnh đầu tiên là một cái gì nhỉ? Dấu tích ảnh của là một cái sở vật lịch sử. Đó là gì? Đó chính là cái chuông quy điền. Một cái mẫu vật lịch sử, chuông quy điền. Về thứ hai là hình ảnh cổng vào của Văn Miếu. Thứ ba là hình ảnh Phê Văn Cát cổng đi vào của Quốc Tử Giám. Hình ảnh thứ tư là hình ảnh Thả Bảo Thiên. Hình ảnh thứ năm là hình ảnh Bia Văn Miếu. Và hình ảnh thứ sáu là hình ảnh của chùa Một Cột. Thì không biết rằng khi các em nhìn những cái hình ảnh này thì các em sẽ liên tưởng đến cái địa danh nào trên đất nước chúng ta nào. Ở đây cũng muốn giới thêm một số hình ảnh liên quan đến cái địa danh đó. Đó chính là vườn hoa Lý Thái Tổ, công viên Lý Thái Tổ, đại lộ Thăng Long, con đường gốm sứ, hoặc là di tích khảo cổ Hoàng Thành Thăng Long. Có lẽ là khi để xem đến những cái hình ảnh này thì chắc hẳn một vài em đều nghĩ được biết ngay đến cái nơi mà cô muốn tìm, đó chính là Hà Nội. Vậy thì tại sao cô lại muốn giới thiệu và vẽ đến Hà Nội, và có một cái sự kiện lịch sử nào liên quan đến Hà Nội và liên quan đến bài học của chúng ta ngày hôm nay? Thì trước hết cô mời các em xem một cái đoạn phim giới thiệu về cái sự kiện lịch sử. Các em thân mến, như vậy là qua cả đoạn
phim vừa xem thì chúng ta có thể nhớ đến cái một cái sự kiện lịch sử mà kém đã học từ lịch sử lớp 7, đó chính là cái sự kiện vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Vậy thì cái ý nghĩa của cái việc dời đô đó là như thế nào thì cô mời các em chúng ta cùng tìm hiểu tiếp 91 phần đọc văn văn bản chiếu dời đô Thiên Đô Chiếu của tác giả Lý Công Uẩn. Chúng ta đi vào nội dung cái phần kiến thức và kỹ năng cần đạt của với bài học này. Về kiến thức thì chúng ta cần nắm được về kiến thức về thể loại chiếu là một thể văn chỉnh vùng trung đài có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua. Sự phát để chúng ta có thể thấy được sự phát triển của quốc gia Đại Việt đang trên đà lớn mạnh được thể hiện trong văn bản như thế nào. Chúng ta thấy được ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô. Về kỹ năng thì chúng ta rèn được kỹ năng đọc hiểu một văn bản theo thể chiếu và chúng ta nhận thấy được sự những cái đặc điểm của kiểu văn nghìn luồng trung đài ở một cái văn bản cụ thể là như thế nào. Vậy thì để nắm được những cái kiến thức và cái kỹ năng này thì chúng ta đi vào tìm hiểu cái nội dung thứ nhất là phần tìm hiểu chung. Về phần tác giả và tác phẩm thì về tác giả tác phẩm thì các em có thể đọc phần chủ tịch sao ở trang 50. Ở đây cô chỉ giới thiệu là những cái nét chính về tác giả. Tác giả Lý Công Uẩn sinh năm 974, mất năm 1028, tức là Lý Thái Tổ, là vị khai sáng triều Lý, là vị vua anh minh có chí lớn và lập nhiều chiến công. Ở đây cô giới thiệu về bức chân dung của bức tượng đài của Lý Thái Tổ được đặt ở công viên Lý Thái Tổ Hà Nội. Nhắc đến Lý Thái Tổ thì có rất nhiều sử sách, thì ở đây cô giới thiệu lời sử sách, lời viết của nhà sử học Lê Văn Hưu giới thiệu về vua Lý Thái Tổ. Lý Công Uẩn, người ở châu Cổ Pháp từ Sơn Bắc Ninh, thuở nhỏ làm con nuôi của nhà sư Lý Khánh Văn, theo học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh, sau đó làm quan ở nhà Lê, giữ chức điền tiền chỉ huy sứ, chỉ huy cấm quân ở kinh đô Hoa Lư, và ông là người có học, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê rất quý trọng. Và đến tháng 10 năm 1009, khi vua Tiền Lê là Lê Long Đình mất và cả con thì còn nhỏ, thì quan điền tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn đã được sự ủng hộ của chi nội là Đào Cá Mộc cùng với tiền sứ Vạn Hành đã đến ngôi hoàng đế và cả quan trong triều cũng nhất trí suy tôn. Ở đây cũng muốn giới thiệu cho các em cái hình ảnh của cái bản đồ nhà Lý ở thời Đại Việt. Khi lên làm vua thì nhà Lý đã đặt tên nước là tên Đại Việt, và ở đây chúng ta thấy phần giới thiệu cương thổ Đại Việt thời nhà Lý đó thể những cái lãnh thổ rộng lớn về phía Nam đến được mở rộng vào năm 1069 thời Lý Thánh Tông, và kinh đô thì được đặt ở Hoa Lư từ năm 1009 năm 1010 và từ Thăng Long là từ năm 1010 đến năm 1225. Và dưới thời nhà Lý thì chúng ta thấy trải qua được 9 đời vua, từ vị vua đầu tiên là Lý Thái Tổ cho đến vị vua cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng. Như vậy chúng ta thấy triều đại nhà Lý đã kéo dài trong suốt 216 năm, một triều đại lịch sử phát triển, một trong những triều đại lịch sử phát triển lớn mạnh nhất của lịch sử Việt Nam chúng ta. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về tác giả Lý Công Uẩn, cũng như là tìm hiểu về cái lịch sử của thời nhà Lý. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tác phẩm chiếu dời đô. Thì tác phẩm này được viết theo thể loại là thể loại chiếu. Thể loại chiếu là thể loại do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Chiếu có thể viết bằng văn vần, văn miền ngẫu hoặc là văn xuôi, được công bố và đón nhận một cách trang trọng. Một số bài chiếu được thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến vận mệnh của triều đại. Ở đây thì cô muốn giải thích về cái thể loại chiếu với cái thể văn là văn biên ngẫu. Các hiểu rằng văn biên ngẫu có nghĩa là một cái hình thức viết mà hai câu
nó thường đi theo cái lối sống đối với nhau thì gọi đó là góc nghiêng ngầu. Và khi chúng ta phân tích cái tác phẩm này thì chúng ta sẽ chỉ rõ ra cái thể góc nghiêng ngầu là được thể hiện như thế nào. Về hoàn cảnh sáng ra đời của cái bài viết này, của văn bản này, thì văn bản này được viết vào, được ra đời vào năm Canh Tuất niên hiệu Thuần Thiên năm thứ nhất 1010, có nghĩa là sau một năm sau khi Lý Không Uẩn lên ngôi. Vì năm Canh Tuất niên hiệu Thuần Thiên thứ nhất 1010, Lý Không Uẩn viết bài chiếu này để bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư nay thuộc Ninh Bình ra Đà La, tức là Hà Nội ngày nay. Năm 1009, Lý Công Uẩn được sự ủng hộ của các triều thần đã lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư, sáng lập ra vương triều Lý. Sau khi lên ngôi, vua Lý Thái Tổ đã đi thị sát tìm hiểu cuộc sống của người dân. Từ đây, ông đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là việc rời đô. Mẹ ơi, con đói quá. Con đói quá. Bộ thần cháu tôi sẽ biết làm sao. Quay về đây không có ai tìm cái gì cho con ăn. Chị mà chờ đói lắm ông ơi. Mẹ ơi, quá. Mẹ ơi, con đói. Dọc đường chậm đi, đi càng xa càng gặp nhiều người dân đói khổ. Lệnh miễn xá thứ khóa đã ban ra. Một năm nay không có thiên tai mất mùa, cớ sao người dân còn tha phương cầu thực? Để thuộc hạ tới hỏi cho rõ sự tình ạ. Chào bà con. Cớ sao bà con không ở nhà hay đi cày cấy mà lại lang thang như vậy? Chúng tôi ở xa tới đây xin ăn, chứ ở nhà thì chết đói chú ạ. À. Hoàng thượng lên ngôi, ban lệnh xá miễn tô thuế, khuyến khích canh nông, còn phát trần cho dân nghèo khắp cả nước, mà sao bà con... Với dân đen chúng tôi, ai làm hoàng thượng cũng như nhau cả. Ngài ở rất xa, còn tham quan ô lại vơ vét của dân thì ở ngay trước mặt. Siêu cao thuế nặng, dân làng tôi phải bỏ ruộng đồng đi tha phương cầu thực. Hoàng thượng làm sao mà biết được? Là lỗi của trẫm đã không nhìn xa, dùng sai người làm bà con chịu khổ. Người là... Ngài là đương kim hoàng thượng của nước Đại Việt. Lính đâu? Ban phát tiền vàng cho bà con. Tuân lệnh. Trẫm là vua mà để bà con phải chịu cảnh tha hương. Bà con hãy nhận lấy chút tiền này về quê cày cấy làm ăn. Nếu còn lại địa phương có hà hiếp, bà con hãy tới hoàng cung gặp trẫm. Đội ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, từ đây tới thành Hoa Lư đường xá xa xôi, hoàng cung lại là chốn thâm nghiêm canh giữ cẩn mật. Chúng tôi là dân đen đâu thể gặp được người. Phải loại bỏ hết tham quan trừ hại cho dân. Bà con hãy về nhà đi, có gì chúng tôi sẽ bẩm báo hoàng thượng. Bà con hãy bình thân, mời các bô lão ngồi xuống ghế. Từ khi lên ngôi, hôm nay trẫm mới lại về thăm quê hương. Bẩm hoàng thượng, hương cổ Pháp ai ai cũng vui mừng mong chờ hoàng thượng trở về thăm quê. Ai không mong được gặp hoàng thượng. Nay trẫm ban tiền lụa cho các bô lão, chúc các cụ bách niên dai lão. Tạ ơn hoàng thượng. Được thấy bà con yên ổn làm ăn, mùa màng bội thu là chậm thấy yên lòng rồi. Xin cáo từ bà con. Năm 1010, được chứng kiến cuộc sống của dân, Lý Thái Tổ nhận thấy kinh đô Hoa Lư bộc lộ những hạn chế. Chính vì vậy, sau khi trở lại Hoa Lư, vua Lý Thái Tổ đã nghĩ ngay tới việc rời đô để tính kế lâu dài cho con cháu. Trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, mưu sự đế nghiệp muôn đời. Chúng ta vừa mới xem lại cái hoàn cảnh ra đời của văn bản chữ địa đô, và bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là phần tìm hiểu chú thích. Cùng mời các em chúng ta cùng lật sách giáo khoa trang 48 để chúng ta cùng nghe phần đọc văn bản. Mời các em nghe phần đọc văn bản.
Thiên Đô chiếu. Xưa nhà Thương đến vua Bản Canh 5 lần rời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần rời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện truyền rời, chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng mình khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng Yên Đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Chấm thấy đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. Uống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Chấm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Như vậy là chúng ta vừa mới nghe phần đọc văn bản chịu nhờ đô. Và từ cái phần đọc này, các em có thể quan sát lại những cái chỗ qua để chúng ta xác định cái phần bố cục của văn bản. Như vậy phần bố cục của văn bản này chúng ta có thể thấy được chia làm 3 phần rất chặt chẽ. Đoạn thứ nhất trình bày lý do dời đô. Đoạn thứ hai khẳng định Đại La là vua đất nước. Và đoạn thứ ba thể hiện ý định của nhà vua. Thiên Đô chiếu. Xưa nhà Thương đến vua Bản Canh 5 lần rời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần rời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện truyền rời, chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng mình khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng Yên Đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Chấm thấy đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. Uống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Chấm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Đó, phần đọc hiểu văn bản. Phần thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là lý do dời đô. Bây giờ kém quan sát lại cái nội dung ở đoạn thứ nhất sẽ dựa qua trang 48. Kém hãy thử gạt những cái luận điểm mà Lý Cư Bổn đã dùng để nêu ra tại sao cần phải dời đô. Đầu tiên thì kém thấy tác giả đã sử dụng cái lập luận đầu tiên, đó là đưa ra dựng chứng lịch sử. Tác giả mượn lịch sử của Trung Quốc xưa, câu chuyện từ thời nhà Thương đã 5 lần dời đô, thời nhà Chu 3 lần dời đô, và tất cả những lần dời đô đấy không phải là ý muốn của riêng các vị vua, mà với mục đích là mang lại lợi ích lâu dài và phồn thịnh cho dân tộc. Như vậy cảm thấy tác giả
Lý Công Uẩn đã mượn cái sử sách viền, cái mượn cái sử sách xưa để mà trình bày, để lập luận cho cái vấn đề mình nêu ra. Vậy thì tại sao tác giả lại sử dụng cái sử sách xưa? Thì các em nhớ một điều rằng là gì? Người phương Đông ta có một cái lỗi văn hóa, đó là thường thường học theo, làm theo những điều mà cha ông xưa làm. Thì và một nét nữa đó là các em nhớ rằng là văn hóa Việt Nam chúng ta đã chịu cái ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Trung Hoa với 1.000 năm đô hồ đó. Vì thế mà Lý Công Uẩn đã mượn cái sử sách của Trung Quốc xưa để lập luận cho cái vấn đề mà mình muốn nói. Và không chỉ là lập luận từ câu chuyện lịch sử mà Lý Công Uẩn còn nêu ra cái thực tế hiện tại đang diễn ra, đó là gì? Thực tế của Đại Việt đó là hai nhà Đinh Lê không dời đô, vẫn cố đô ở Hoa Lư mà khiến cho triều đại ngã ngụp, đất nước không phát triển thịnh vượng được. Như vậy các em thấy là tác giả đã sử dụng cái lập luận của mình để đưa ra nhằm khẳng định được cái sự cần phải dời đô là gì. Và các em thấy tác giả đã sử dụng một cái lập luận rất là sắc bén, cái phần trước, cái viền, cái dần chứng lịch sử để làm chủ gì gọi để làm tiền đề cho phần sau. Như vậy đó là cái cách lập luận. Và cái đoạn thứ nhất nêu ra lý do dời đô này thì các em có thể thấy được tác giả đã lựa chọn cái việc phân tích rất chặt chẽ để cho chúng ta thấy được sự cần thiết phải dời đô. Ở đây chúng ta nói lại một cái bài học lịch sử một chút. Vậy thì chúng ta hiểu tại sao hai nhà Đinh Lê là không dời đô. Bởi vì các em thấy sự phát triển lịch sử của hai nhà Đinh Lê trong hai cái triều đại này thì cái thế lực quân sự vẫn còn rất là non yếu. Vì thế cái địa thế của Hoa Lư thì nó rất thuận tiện cho việc phòng thủ ở cái vị thế là núi rừng và khó để mà giặc có thể xâm chiếm được. Thì cái việc mà hai nhà Đinh Lê đóng đô ở Hoa Lư thì nó cũng phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của hai triều đại. Nhưng với tâm nhìn của vị vua anh minh Lý Công Uẩn thì các em thấy Hoa Lư nó không còn phù hợp nữa, nó không còn phù hợp với sự phát triển hùng mạnh của thiên nhà Lý nữa. Và với cái sự phân tích đó, tác giả đã đưa ra một cái cảm xúc của riêng mình với cái câu nói là trầm rất đau xót việc về đó, không thể không dời đô. Như vậy các em thấy, mặc dù chúng ta học thì chúng ta nhớ rằng cái đặc điểm của chiếu là lời ban bố mệnh lệnh của nhà vua. Nhưng ở đây, tác giả Lý Công Uẩn đã không sử dụng mệnh lệnh mà lại đưa vào cái cảm xúc của mình, sự đau xót của mình khi nhìn thấy cảnh nhân dân vẫn sống trong cái sự cơ cực và nhìn thấy được rằng sự phát triển của đất nước, lớn mạnh của đất nước thì Hoa Lư nó không còn phù hợp để làm kinh đô nữa. Nên tác giả đã đưa ra được cái cảm xúc của mình với cái câu văn là không thể không dời đô. Các em nhớ đây là cái một cái mệnh đề phủ định của phủ định, có nghĩa là sự khẳng định cần thiết phải dời đô, sự kết hợp chặt chẽ giữa lý và tình để khẳng định sự kết hợp phải dời đô. Và việc dời đô này nó khả thể hiện cái khát vọng xây dựng đất nước lâu bền và hùng cường. Về vì sao lại thể hiện khát vọng đất nước lâu bền và hùng cường? Thì các em nhớ rằng một đất nước, một quốc gia, một triều đại độc lập thì phải có một cái kinh đô độc lập của riêng mình. Và sự phát triển đất nước nó không chỉ dừng lại ở việc chống giặc ngoài xâm mà còn phải dừng xây đất nước phát triển. Với cái hoàn cảnh lịch sử bây giờ thì Hoa Lư nó không còn phù hợp với sự phát triển đất nước nữa, mà phải tìm một cái nơi mà có cái thuận lợi để phát triển đất nước. Đó chính là cái lý do mà nhà vua đưa ra làm thế nào, tại vì sao mà cần phải dời đô. Bây giờ chúng ta có thể kết luận lại cái lập luận về lý do dời đô mà Lý Công Uẩn đã sử dụng. Để lập luận cho cái lý do dời đô thì Lý Công Uẩn đã sử dụng thứ nhất là việc dẫn chứng từ sử sách lịch sử, và kết hợp với đó là cái phần phân tích tình hình thực tế để rồi từ đó rút ra cái kết luận sự cần thiết phải dời đô.
Như vậy cảm thấy là cái cách lập luận này nó rất là chặt chẽ, cái kết hợp từ việc xưa và việc nay để đưa ra cái kết luận việc cần làm. Và cái cách sử dụng như thế cho chúng ta thấy được cái sự chặt chẽ trong cái việc kết cấu của một cái thể loại chiếu là như thế nào. Và cái việc kết hợp lập luận này nó cũng kết hợp giữa cái tình và cái lý mà Lý Công Bộ đã sử dụng trong cái đoạn văn thứ nhất này. Kém thân mến, thì cái tầm nhìn của Lý Công Bộ khi rời đô về Đài La là như thế nào? Thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu vào tiết thứ hai. Và cô mong rằng là các em sẽ có thể xác định được cái dẫn chứng lịch sử, cái lập luận mà tác giả đã sử dụng với cái văn bản này để chuẩn bị tốt cho cái tiết học sau. Thì cô có một số cái hướng dẫn như sau. Đầu tiên thì các em cần phải nắm lại cái lập luận mà tác giả Lý Công Bộ đã thể hiện trong cái phần giới thiệu lý do cần phải dời đô. Nắm cái lập luận đó thì các em có thể xác định thêm để chuẩn bị cho tiết 92, đó là các em xác định cái lập luận chứng minh Đài La là kinh đô bậc nhất. Và từ đó thì chúng ta có thể xác định cái lập luận chặt chẽ của bài chiếu này được thể hiện là như thế nào. Và ngoài ra các em có thể đọc và tìm hiểu các cái tài liệu để các em tìm hiểu về lịch sử triều nhà Lý. Và đặc biệt là các em hãy tìm hiểu cái dấu ấn thành công, dấu ấn mà triều đình nhà Lý đã để lại đó là gì. Các em hãy tìm những cái công trình kiến trúc được xây dựng từ thời nhà Lý vẫn còn in dấu cho đến bây giờ. Hay là chúng ta xem thử những cái nét văn hóa nào của lịch sử thời nhà Lý vẫn còn lưu giữ đến bây giờ, để chúng ta thấy được cái tầm nhìn của Lý Công Bộ khi xây dựng đất nước là như thế nào. Và tiếp sau thì các em cũng đọc lại cái văn bản này một lần nữa, và các em hãy chuẩn bị tốt để chúng ta có một cái tiết học thành công. Cô chào tất cả các em.